Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà kinh doanh chuyên về dòng xe Vuneo. Hai nhà kinh doanh tiếp tục lên clip cho anh em mình xem khảo giải trí luôn. Thì hôm qua nhà kinh doanh không có làm, qua cho mấy anh đệ nghỉ đi chơi lễ nè, cho nghỉ đi trước đi. Bây giờ bữa nó khỏi nghỉ. Thì hôm nay mình sẽ làm lại. Thì hôm nay em sẽ làm với cái máy cụ cho rồi nè. Thì hôm nay em cũng không có hẹn khách nữa, có lợi mấy anh khách là khách của bên thống kinh doanh. Khách nhà kinh doanh hôm nay không cho lợi nha, tại vì em cũng còn cụ xe nhiều quá không cho lợi. Thì nay em sẽ làm cục máy của anh Quy ở Sài Gòn gửi cho em. Làm cái cục máy này với cái cục Fullet này, em gọi nó cụ không gài nè, gài qua cái clip trước em có nói làm Fullet làm chưa được, thì bữa nay cho nó để mở rồi làm luôn. Thì cái cục này cái lý do nó em nghe là nó không có độ anh em. Em phải đặt đồ, em mua đồ về em mới dám bung ra. Để bung ra rồi cái nó mất độ tùm lum tùm la hết trơn, em sợ gì đó. Em không dám mở ra, thì giờ mới mở ra mình có đồ mình làm cho luôn à. Anh em biết rồi, bác sĩ giỏi thì giỏi nhưng mà không có thuốc uống là cũng chết nè. Là gì đó. Mình thì khám mình biết bệnh mà không có đồ thay vô cũng đâu có xài được. Ra bây giờ có đồ sẵn thì bệnh trong cái máy này em đã nắm bệnh gì em biết hết trơn rồi, chỉ cần mở ra thay ít hoặc là thay nhiều đồ nữa, em mà còn ghim nhiều thì em giữ lại em bảo dưỡng, mở ra mà đồ Trung Quốc không đó, thì dục bỏ luôn hoặc là làm cày bừa chạy đỡ. Rồi giờ cho mấy đệ mình mở cái cục máy Fullet này ra. Máy Fullet này thì bữa đó không biết nó có cái gì thêm không, hay là cái máy chịu lỗi không đây không biết nữa. Thay cục này bữa đó em có khui thùng có quay lần rồi, bữa nay mới tới làm tới tài nè. Cái cục này khui lên khui cục máy của anh Quy luôn, anh Quy ở Sài Gòn gửi cho em nè. Ui nó chảy nhớt ra quá trời. Rồi bưng cái máy rồi, máy này cục máy của Sun Cơ nè, cục máy này không có củ đề nha. Cục máy của anh Quy này rồi mới có cái gì khui này ra luôn cây, có bình xăng con nè, còn cái này cái gì nữa nè. Cục này là hết rồi, trong phần này còn có miếng giấy dính nhớt không à. Mở cái củ đề ra cái nó chảy nhớt quá trời. Cái này gì vậy, có thư luôn hả? Thư cảm tạ anh Quy Sài Gòn Uneo VT, nhờ anh nhàn kiên giang kiểm tra tổng cái máy dùm, máy bị yếu đã sấy lòng cốt 2 chạy bị phiêu xè xè hao xăng 35 cây số 1 lít xăng, kiểm tra luôn IC mô bin sườn rồi. Ok anh Quy khui này ra cái nhiên rồi. Quay tổng thể cái máy anh Quy thì em thấy còn nguyên vẹn không có bể bọng gì, tại vì thùng nó vẫn còn ở đây. Đường shipper sợ nhất cái dao bị rớt thùng nó bể thôi chứ còn có gì. Chà cái lốc này có cái chỗ cái lỗ ở đây chứ. Rồi cho mấy đệ mở cái máy này ra cho anh Quy coi và khán giả mình coi giải trí luôn. Máy anh Quy không có củ đề, mở củ đề ra anh chị trời để trong này cho anh ta đừng cho nó xì nhớt. Quy gửi là kẹn em chút em test thử lửa xe có mạnh không với mô bin. Mô bin này cho nó thay cái chụp bogie nè, mô bin lô cái gì vậy, mô bin xịn nhưng mà cái chụp lô nó thay cái chụp khác vô. Thằng con này nó xúc rửa sạch sẽ nha. Rồi rồi cái phần review mấy cái đồ máy thay cho cái xe của anh Quy Sài Gòn nè, với cục máy phu mập thì em sẽ review cái máy cục máy của Sen Quy trước. Máy Sen Quy á, thì em có điện cho anh Quy rồi, anh Quy nói á, cái đồ thì làm lại rồi nhưng làm hết nó cốt này em cứu không nổi đâu, chỉ là một là làm cày bừa chạy đỡ, hai là về gin. Thì anh Quy quyết định chọn phương án về gin anh em. Về gin thì nó phải bỏ ra hết như thế này nè. Thì anh Quy có nói là thì xe anh dọn mới thì thay cho anh mấy cái nắp mới luôn, thì anh nắp em cũng bỏ nắp luôn, dùng nguyên cái cục này bỏ hết, em chỉ giữ được cái lốc nữa thôi nha. Đó thì sẽ review vô cái đồ thái này cho anh Quy là vô cái gì. Anh Quy kêu kiếm nhảnh vô cái bụng 21, cái bụng đời càng thấp là đồ nó càng dữ này, anh em phải kiếm bụng đẹp vậy nè anh em. Bụng này kiếm cho anh Quy đời bụng 21 nè, bụng này chưa vệ sinh chưa rửa nha, chút nữa em sẽ cho bạn đệ mình gãi hết ra thay bật đạn rửa gáy này kia mới gấp nha. Đó, cụm này cụm 21 anh Quy đó, em cho anh nguyên cái bụng gì đó thay là cái củ đề thái. Nguyên cái dàn này là dàn đồ Thái và đồ hãng hết nha anh em, chứ em không có xài đồ Trung Quốc nha. Đầu nòng ảnh vô luôn cả, đầu nòng, bộ lửa, qua lăng, cốt đạp. Này là nguyên cái mâm này là nguyên cái mâm ốc nè, ốc tầng ốc xé bịch không anh em. Để em không có bư lên lộn xộn mà mấy để nó xé hơi cực, thành ra em để cho nó nguyên khớp vậy đi. Xé tới đầu cho nó gắn, tới đó là nó dễ, nói chung là từng con ốc là mình xé bịch hết luôn vậy nè. Đó. Nguyên cái ốc mới. Thì gon phút thằng lằn trên cam này kia bật đạn máy đạn này trước vậy nhắn xài đạn nt nở hết phun cái này muốn hết cục máy luôn nè chứ không còn gì đâu. Nắp thì cho nắp mới luôn rồi, nắp mới này chứ không có nắp sơn lại nghe nè, mới mực nhà máy còn
Đây, nắp mới, đạn mới. Nắp này thì bốn nắp, hai cái nắp này với cái nắp đuôi cá, cá đen chưa khui đây. Nhưng còn cái nắp mũ trên đó, mũ trên là chút xíu nữa bổ sung sao nha, đang ấy đang hết hàng. Nên phần đầu lòng là cũng chưa xin luôn anh em, vẫn còn dơ. Rồi thì cái máy của anh Quy á thì về gin thì em chỉ vô, nhưng mà em mua những mấy cục máy của thằng gã xe của Thái Lan đó, em sang qua như vậy đó. Thì cái nào mình bổ sung đồ mới như gon, nhớt, phốt, đạn, công thợ này kia lặt vặt cho nữa đó, thì là vô như vậy mình gọi là về gin đó. Rồi tới thứ hai là cái cục máy của phu mập Fulet nè. Fulet thì mang để nó sạc rồi, cục máy này sẽ lên đồ thay về gin luôn. Thì cái máy đã có làm rồi, nhưng cũng nước cốt thì cũng còn được mấy món, thì em cũng giữ lại cho ảnh được mấy món, em sẽ review cho ảnh coi và anh em mình coi tham khảo luôn. Thì bộ số giữ lại này, bộ nồi giữ giữ cái nồi lại nè, giữ ba càng lại, giữ hai bố lá thôi, giữ đế đi cái phần bố lá đây. Cái này xài chảnh lá hãng Honda nha, hãng Honda thả chảnh cái bộ bạc Thái này, chế bê tông em giữ lại nha. Bạc em xài bạc KBH của mã neo mình đó, mình đã giá nó hơi cao chút xíu mà lại nó giữ hơn cái bạc KZ nghe nè. Nguyên cái này linh tinh là nhiều lắm nha, không có em không có xả ra hết nha, chỉ nói chung chung thôi đó. Bích tông này em giữ riêng là em, bích tông này không có sấy nha, vẫn giữ ếch tăng đa chảnh luôn nha, tông giữ riêng. Đầu này em gia công lại làm xếp bắp lại cho nó miệng mồm sạch sẽ là xong. Thì nắp giữ lại và mặt đạn này em thay và mặt đạn máy, mở ra mình vệ sinh tổng thể mình thay và nặng máy. Rồi cục máy này đó thì em làm cài bừa dán dài cũ nha anh em, tùy tiêu cái bill anh em lên cho em bao nhiêu, thì sau này anh có điều kiện anh cứ gì à, từ A đến Z hết, dên đầu nồng nồi số gì đó. Anh kia em lên cái bộ nồi Thái nó thôi, để cái tiền đó mình làm cái món khác, mình làm giày cũ mình chạy vài ba năm đi, thì nào anh em có lên lên đồng bộ hết cho em, giống như cái cục máy của anh Quy vậy đó cho nó ngon. Rồi cho mấy đại gác vô đi anh em, chút xíu nữa review tiếng máy cho anh em mình nghe cái đó là xong. Rồi tới công đoạn test cái máy cho anh em mình nghe máy, cái khi mà anh em gửi cục máy lên cho em làm xong em phải bắt lên khung như nè, em mất test chạy thử ok mới hạ xuống đóng thùng gửi đi cho anh em. Thì cục này full led thì em vẫn test được bình thường nha. Những anh em nào làm mấy cái dòng hệ máy này thì báo em trước anh em là em mua đồ để không có đồ có đạt. Cái bò full led nó không có cái bộ tử đó, bắt xéo bên đó, nó khẹt 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 anh em, nghe tiếng máy nó không có trong. Rồi cái cục phu mập Fulet này thì ngán đệ thử ngon lành là chạy thử rồi. Thế cái cục máy này của anh Quy Sài Gòn nè, máy này lên về gin hết trơn này nè, về gin mà vô đồ Thái đi nha, ra đồ nó cũng chất lượng hơn, cái máy này nó quyết hơn chút xíu. Nói chung là cái nào cũng ngon cho anh em ơi, anh em về xài nhất kỹ là em, mà cái máy này được cải cách hơn là anh về anh dọn nó, thành ra em phải vô dặn cái nắp mới luôn, nắp mới ốc dặn ốc mới luôn anh em, ốc này lên cho ốc mới luôn đó chứ không có gam bọn gì lại nha. Đây là toàn là xé bịch từng con không đó. Thì cái đầu nồng nước nhôm theo xe thì nó đục đục như nên chứ nó không được trắng như mới nha. Trắng mới là từ khi anh em thay đồ mới á. Tại cái đầu theo xe người ta đã chạy 1-2 năm rồi. Đó. Anh em nghe tiếng máy cái này là ok đó. Là in như chó thở anh em ơi. Những cái cục máy á,
Giao tay nhà kia đang làm, anh em khỏi lo vấn đề cái máy rồi, tại em làm test kỹ càng dữ lắm mới giao, chứ không phải mà làm xong giao liền đâu. Rồi chạy thử ngon lành, những cái máy anh em biết là làm dạng VIP cái này thì đâu còn gì phải bàn đâu, tại mình phải làm phải đúng cái thủ tục đàng hoàng, làm test chạy thử rửa ghế sạch sẽ mới giao cho anh em được. Thì clip hôm nay cũng dài rồi, thì nay nhàn cũng quay hai cái cục máy này thôi, tại vì để thống nó còn làm mấy cái máy quay này kia đó, quay không có thời gian mình quay nhiều được đó. Thì hẹn anh em nhiều cái clip kế tiếp nha anh em. Rồi ba anh em chào anh em nha.